Hai, chào tất cả anh em. Chả gì, nay giới thiệu anh em kéo bầy cá cha lớn nhất Kiên Giang. Đây là những con cá cha, cá dồ hàng chục ký luôn, được mệnh danh là lớn nhất ở Kiên Giang luôn. Đây là cái gụ, đây gần gần U Minh. U Minh Thượng phải không? Đây gần U Minh Thượng mà cá nó phải lớn rồi. Thì đây là một tay sát cá đang xả lưới ra nè à. Rồi bắt đầu là dọn rau muống rồi sao lên rồi kéo cá này cho các anh em coi tham khảo luôn. Có mồi mà đâu rồi, vô được chưa? Rồi rồi rồi, ông đâu nhóc chân vô nãy không? Gần đây chắc có ông cái gì ông nhóc chân. Dính không? Chạy ra gì kìa, đang cạnh luôn kìa. Kìa, 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 kìa. Ngon lành, ngon lành. Có dính rồi chưa? Chút bét vậy. Mới lần đầu á. Bự không anh? Có cá bự không? Cá bự khó bắt quá. Mới cầm hai ba con rồi thứ. Lùa ra đắng rồi. Eo 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 eo. Thả thả nhiều không vậy? Năm thả 100 con hả? Ủa cái này nó chặt gai chạy. Đó đưa bị cái bài cá được này nó gãy gai hết trơn vậy đó. Thôi hả? Ừ. Không có gai trên luôn ha. Đập cái đầu thấy lên được rồi. Dính kìa. Được con hả? Mới dính một con à. Đây là thành quả con cá bự nhất của cái đìa này. Đó, rồi nằm đó chạy xíu đi. Rộng nó không kìa, có cái đầu rộng kìa. Cái gỗ kìa. Rồi muốn quá trời luôn chứ. Rồi thêm một tay nữa. Đâu lưới, lưới còn neo bên kia mà. Nó bị dính rau muống à. Rồi kể kể kể. Rồi chạy mất tiêu rồi. Hay vậy. Ha, đúng là tay sát cá luôn. Wow. Go. Kinh khủng thật. Tay không bắt cá luôn. Quá hay, quá hay. Vậy như vậy, vậy như vậy. Ai. Bự 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 bự. Bảy hay quá anh Tài ơi. Rồi rộng nó đi, rộng chi nữa để tôi đi.
Hay quá, bậy lại hay quá. Tay không bắt cá dữ dằn thật. Đây thành quả anh tẩy mèo à. Đúng là mèo bắt cá mà. Bự. Còn con kia ngoài ạ. À. Chào các anh em. Đây là thành quả chúng ta đủ lưới nãy giờ. Đó. Anh em nhìn thấy rõ không? Đây. Bốn em. Đây. Chi tiết hơn, chân thật hơn. Mấy con mình bắt hai con đúng không? Hai em phải không? Con này có 2 kg không? Hả? Bự mà. Đó. Xong rút cái đậu vô trước. Ok. Chị em đánh con bự lại đi. Thôi mình bắt bự đi, ông ăn mình lên mà con nhỏ vừa rồi. Dính đó có gì đâu, xíu ra gì mà. Đó. Gỡ từ từ thôi. Cá. Nó thở eo 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 rồi. Được không? Cá. Bị mắc lưới rồi. Sụp ngược không à. Cầm nó ra luôn. Đang bị lưới ngược mà. Đó. Nó đang khó chấu cho nó. Ừ. Đúng rồi, hợp lý. Nhẹ nhàng. Cá. Đây. Đó. Đồ bé mèo làm có được rộng luôn nè. Ừ, chứ đâu. Quả này không rụng cái gì. Nó còn cộng sóc ngược trên kìa. Kéo ngược lại, thun lại. Ok, hai em. Hình như con em ngáp ngáp rồi á. Đó. Đó, ừ, cá đó. Dọn con lại cho bé mẹ đi. Còn con cho ai hả? Cho bổng gì? Hả? Trời. Con này sống không á? Coi lại coi. Bé mặn luôn. Rộng. Bé mẹ rồi, bé mẹ mặn luôn không? Rộng xíu đi, gần lá ảnh mặn, ảnh mặn. Còn mà, còn khỏe mà. Nhưng thấy nằm nghiêng không vậy? Con mặn rồi, bụng rộng, rộng lên nó chết bèo. Ừ, rồi, ok.